chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Phát biểu tại lễ thông xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, với việc đưa vào sử dụng 55 km của tuyến cao tốc hiện đại này, cả nước đã có 580 km đường cao tốc và dự kiến đến cuối năm nay, con số này sẽ nâng lên 700 km và mục tiêu mà Bộ Giao thông Vận tải đặt ra là đến năm 2020 sẽ là 2.500 km đường cao tốc, nhiều hơn so với kế hoạch 500 km. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẵn sàng bán quyền thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để lấy vốn đầu tư các tuyến đường khác. Đồng thời đề nghị các địa phương cần tìm ra các cơ chế, chính sách để huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển giao thông theo hình thức công tư, chứ không thể trông chờ vào nguồn vốn nhà nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, cũng trong sáng ngày hôm nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội Bánh chưng xanh và nghệ thuật thư pháp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ ngày hội, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao 400 phần quà dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham dự ngày hội, 400 trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa, đến từ các huyện, thị xã và Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh đã được tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, như tham gia thi gói bánh chưng, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật nặng tò he. Đồng thời các em còn được tham gia vào nhiều trò chơi dân gian truyền thống như đập niêu, đi cầu khỉ, nhảy bao bố, ném vòng. Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cùng đón Tết vui tươi, ấm áp, động viên tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa vào hoạt động đôi tàu 5 sao với tần suất 2 chuyến một ngày, xuất phát từ hai đầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tổng vốn đầu tư 83 tỷ đồng, tàu gồm 13 toa, trong đó có 11 toa hành khách và 2 toa phục vụ. Dù được nâng cấp lên tiêu chuẩn 5 sao, nhưng giá vé không thay đổi so với tàu thường. Vé ngồi mềm, điều hòa là 1,2 triệu đồng, vé giường nằm là 1,5 triệu đồng và giường nằm cao cấp là 1,7 triệu đồng. Đôi tàu 5 sao được đưa vào hoạt động, kỳ vọng sẽ giúp xây dựng hình ảnh về ngành đường sắt đã thực sự thay đổi, qua đó tạo sự hấp dẫn và thu hút ngày càng đông hành khách đi tàu. Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua cho biết là Moscow đã sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, nhưng không chấp nhận âm mưu nhằm kiềm chế nước Nga. Đây là thông điệp của Tổng thống Nga Putin đưa ra sau cuộc hội đàm ba bên Nga-Đức-Pháp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp với các liên đoàn lao động tại thành phố miền Nam Sochi, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga không có ý định phát động chiến tranh chống lại bất cứ quốc gia nào, nhưng sẽ không chấp nhận một trật tự thế giới mới không phù hợp. Đây là bình luận đầu tiên của Tổng thống Nga Putin kể từ sau cuộc gặp ba bên với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 6 tháng 2. Đề cập lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây đang áp đặt với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin tái khẳng định biện pháp này sẽ không hiệu quả bởi tất cả các bên đều bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua đã xảy ra một vụ xả súng tại Mỹ làm ít nhất là 5 người thiệt mạng. Thông báo của Sở Cảnh sát hạt Dulles thuộc bang Georgia cho biết là vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương ở khu vực ngoại ô Atlanta. Hung thủ đã dùng súng bắn vào người vợ cũ cùng những đứa trẻ, sau đó tự sát. Cảnh sát đang tích cực điều tra để xác định danh tính của hung thủ và các nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cũng trong ngày hôm qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết đã xảy ra một vụ đụng độ súng tại trung tâm mua sắm Macy ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, khiến cho hai người trong tình trạng nguy kịch và một người bị thương nhẹ. Những vụ nổ súng cho thấy tính cấp bách của việc phải siết chặt kinh doanh và sở hữu súng tại Mỹ. Ủy ban bầu cử tại Nigeria đã quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 2, sang 6 tuần sau đó do quan ngại về tình hình an ninh và phong trào Hồi giáo Boko Haram ở nước này. Theo hãng tin AP, các chính đảng Nigeria tối qua đã tranh luận về khả năng tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh phiến quân Boko Haram đang chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ đông bắc quốc gia châu Phi này. Theo đó, thay vì tổ chức vào ngày 14 tháng 2, cuộc bầu cử tổng thống Nigeria giờ đây sẽ được lùi sang ngày 28 tháng 3. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.